Xin được chào toàn thể các bác. Rất là vui lại gặp lại các bác trong một cái video hôm nay. Thì tiếp tục tôi lại có mặt ở nhà thầy kỹ sư Ngô Đắc Thắng. Hôm nay tôi sẽ nhờ thầy chia sẻ và đưa đến các bác cái nội dung là cách tạo ra con ong chúa bằng phương pháp nhân tạo, làm sao cho nó đạt cái hiệu quả cao nhất. Bởi vì bây giờ thì đang bắt đầu vào mùa, chuẩn bị vào mùa, các bác ở khắp các địa phương sẽ tổ chức nhân đàn cho những cái trại ong của mình. Dạ vâng, con xin được cảm ơn ông tham gia cùng với lại rất là nhiều các cái hộ nuôi ong trên khắp cả nước. Thì cũng thông qua đây là con cũng có rất là nhiều các bác trong khi đã xem được cái video thì nhờ con gửi đến lời cảm ơn đến ông. Thì hôm nay con lại tiếp tục nhờ ông chia sẻ cái nội dung mà con vừa mới nói ở phần đầu giới thiệu đó ạ. Vâng, xin thưa. Nếu nói về nuôi ong thì cái gì cũng quan trọng, khâu nào cũng quan trọng, thế thời vụ nào cũng quan trọng, nhưng cái gì là cần trước, cái gì là cần sau. Thế trong bình thường đàn ong có 3 loại hình ong, tức là ong chúa, ong thợ và ong đực. Thì con ong chúa là con ong quyết định nhất cả đàn ong. Nếu đàn ong không có con ong chúa thì không gọi là đàn ong. Nhưng đàn ong không có ong đực thì vẫn gọi là đàn ong. Nhưng đàn ong phải có ong chúa, phải có ong thợ thì mới gọi đàn ong. Thế thì con ong chúa là vai trò quan trọng nhất. Thì cái chương trình trước tôi đã nói về chất lượng của một con ong chúa hay là vai trò của một con ong chúa trong đàn ong. Thì hôm nay cách làm như thế nào ra một con ong chúa có chất lượng. Vì lần trước tôi giới thiệu là 3 trường hợp trong tự nhiên, ong chúa ra đời trong 3 trường hợp. Trường hợp thay thế tự nhiên, chia đàn tự nhiên, thay thế tự nhiên và chúa cấp tạo. Thì chúa ở trường hợp chia đàn tự nhiên là quan trọng nhất, là chất lượng nhất. Thay thế tự nhiên cũng có chất lượng, và khẩn cấp tạo chúa thì chất lượng kém. Thế thì hôm nay tôi giới thiệu trường hợp thứ tư là trường hợp tạo ong chúa nhân tạo. Thế tạo ong chúa nhân tạo là thế này. Vì chúng ta nuôi ong bây giờ theo quy mô phát triển đàn ngày một lớn lên, không phải đợi cái mũ chúa tự nhiên để ta lấy con mũ chúa chia đàn thì không kịp cái kế hoạch và cũng không kịp cái số lượng đàn vào thời vụ. Cho nên ta cần phải có những đợt ong chúa ta chia 5, 10 đàn, 15, 20 đàn một lúc thì phải có cái tạo chúa nhân tạo. Thế thì hiện nay các bác, các anh, các chị đã tự tạo được rất nhiều rồi và tự làm rất nhiều rồi. Nhưng cái sai số của nông nghiệp, sai số của nông nghiệp tức là muốn làm cho con chúa nó rất dễ dàng, ai làm cũng được, thì ta đã làm nhiều rồi. Nhưng chất lượng nó như thế nào ta chưa tính đến, mà ta cũng không tính được, là vì nó đẻ bao nhiêu trứng chúng ta không đếm, không đếm được. Nó sống được bao nhiêu ngày chúng ta không biết, và nó tốc độ phát triển như thế nào chúng ta không hay. Thế vì thế cho nên là tôi hôm nay giới thiệu với tất cả những người nuôi ong về cái phương pháp tạo ong chúa nhân tạo có chất lượng. Thế thì ta phải biết rằng cả cái quá trình ấu trùng ong chúa hoặc là ấu trùng ong trong nói chung, mà ấu trùng ong chúa nói riêng, cả cái 5 ngày của thời gian ấu trùng là thời kỳ là rất cần dinh dưỡng. Nó mỗi ngày nó được bón mớm từ 1.000 đến 1.300 lần một ngày, cho nên trong 5 ngày đó nó tốc độ phát triển cực kỳ nhanh, nào thì lớn lên, thì nào thì hoàn thiện bộ các cái nội tạng này, hoàn thiện các cái ấy trong cơ thể này. Nhưng cái quan trọng nhất là hình thành ống trứng, hình thành buồng trứng, hình thành tất cả cái cơ quan sinh dục nó ở ngay thời kỳ ấu trùng. Nếu cho ăn càng tốt bao nhiêu thì hoàn thiện cái buồng trứng càng tốt bấy nhiêu, vòi trứng càng tốt bấy nhiêu và nhánh trứng càng nhiều bấy nhiêu. Thế cho nên là chúng ta hết sức quan trọng. Cho nên là trong cái thời kỳ các bác làm thì để tí nữa tôi giới thiệu xem các bác xem là chúng ta thiếu sót ở phần nào để chúng ta bổ sung. Chứ các bước thì các bác đã làm đầy đủ rồi. Nhưng mà làm như thế nào để cho nó bổ sung, cho nó hoàn thiện, thì tôi xin nói là hôm nay là muốn tạo con ong chúa nhân tạo ta phải có các bước như sau. Thứ nhất, ta phải tạo được cái đàn bố. Cái đàn bố là đàn gì? Đàn bố là đàn tạo ra cái ong đực.
có sức khỏe tốt, có đúng tuổi xuân và có chất lượng tốt để đi giao phối với con ông Chúa, có chất lượng. Chứ thường bây giờ ta tạo Chúa, có các bác tạo, các bác chả để ý ông được cả. Có khi những con ông được từ vụ trước. Thế nên là chất lượng con Chúa tốt mấy mấy chứ không ông được tốt, cũng giảm chất lượng. Cho nên ta phải tạo đàn bố là gì? Cái đàn ông phải đàn ông tốt, có tính di truyền tốt. Trong đàn ông chúng ta chọn nha này, ta không chọn lọc được theo phương pháp nhà nước thì ta chọn lọc đại trà. Tức là đàn ông ta phân thành 3 loại. Độ 10% là chất lượng tốt, 30% chất lượng khá, còn tất cả chất lượng trung bình để hỗ trợ cho nhau. Thế 10% chất lượng tốt này gì? Duy trì đàn lớn này, ít bốc bay này, ít chia đàn tự nhiên này, ít xâm mập bệnh này, năng suất cao này, và là tốc độ phát triển mạnh. Đấy là những đàn tốt. Những đàn tốt thì ta lấy những đàn đó làm đàn giống, làm đàn bố và đàn mẹ. Cái đàn bố là những đàn như thế. Thế cái đàn mẹ là những đàn cũng vẫn những đàn như thế, nhưng mà có cái hơn nữa, tức là tốc độ đẻ trứng của con ông Chúa này tốt, mà nó hạn chế chia đàn tự nhiên, rất hạn chế chia đàn tự nhiên, ít sâu bệnh, ít sâu bệnh. Và cái đặc biệt nữa là không hạn chế bốc bay, vì nó đẻ trứng đều rồi, tốc độ đẻ trứng đều hàng năm, hàng tháng rồi, thì lúc nào cũng có con, cho nên là cái gần như không có bốc bay. Nếu như tôi mọi năm ở cơ quan thì phụ trách cái đào tạo đi thi tay nghề, anh em công nhân nào để ông bốc bay là năm đó gần như là thấp điểm để thi tay nghề. Thế nuôi ông để ông bốc bay có nói chuyện gì? Vì ấu trùng lúc nào chỉ khi nào ông bốc bay tôi đã nói rồi, nhưng cái quan trọng là phải có ấu trùng, phải có thức ăn, phải không sâu bệnh vân vân, nhưng phải có ấu trùng nào cũng bốc bay. Mà thế viện trợ vào nó không bốc bay thì chúng ta nói là đấy là cái đàn nuôi dưỡng, cái đàn mẹ. Thế đàn nuôi dưỡng là đàn, chứ không mọi năm là ta các bác là cứ di sùng xong là cứ đưa vào đàn nào thì được, cứ miễn là đông ông. Nhưng không, bây giờ ta phải chuẩn bị cái đàn nuôi dưỡng. Đàn nuôi dưỡng là đàn gì? Cũng là cái đàn đó mạnh, nhưng nuôi dưỡng là gì? Vì một trong quá trình ấu trùng này, 5 ngày ấu trùng này nó ăn 20 gram thức ăn. Mỗi một ngày một đêm nó mớm 1.000 đến 1.300 lần. Phải nói nó tiêu tốn lượng thức ăn kinh khủng như thế. Thế mà ta không chuẩn bị cái đàn tốt này thì nó vẫn thay con Chúa, nhưng mà đói kém, chất lượng kém, thì ra con ông Chúa cũng kém. Thế nên cái đàn nuôi dưỡng này cũng ta cũng phải chọn là gì. Nhưng cái đàn nuôi dưỡng này khác ở cái đàn bố đàn mẹ này. Ta thường xuyên viện trợ cái cầu nhậu ở những đàn khác vào, để ông ở cái đàn này có rất nhiều ông non đúng tuổi tiết sữa, tiết sữa là từ 6 đến 12 ngày tuổi, để cho nó tiết sữa nuôi gấu trùng này. Đấy là ba cái để ta chuẩn bị trước. Mà chuẩn bị cái này là chuẩn bị thường xuyên, trong lý lịch là chuẩn bị thường xuyên, chứ không phải đến đột cái hôm nay tạo Chúa bây giờ mới ra ta tìm một cái đàn ông tốt. Nó không có lý lịch. Để cái thứ ba đấy là còn về phần chuẩn bị dụng cụ. Chuẩn bị cái gì? Dụng cụ là phải có cái cầu Chúa. Cái cầu Chúa này khác cái cầu Chúa này để lấy sữa khác, cầu Chúa để làm Chúa nhân giống khác. Cái cầu Chúa này người ta thường chỉ làm 2 đến 3 thang, thường là 2 thang. Thế mỗi một thang nó như cái thước, hai cái đầu người ta đóng cái đinh vào cái đầu thang để ta xoay cho nó tiện, chứ không lật lên lật xuống như thế này là nó bị trôi sữa ở trong ấu trùng, hoặc là ấu trùng bên trong mũ Chúa bị sóc là xoăn cánh. Cho nên đóng hai cái đầu thước vào hai cái đinh nhỏ để ta xoay thế này xoay thế kia cho nó dễ. Mà ví dụ như cái đinh này
cái thang này ta xoay thế này cái đó ra mụ Chúa để ta nhìn, chứ không phải ấy cái cầu. Cái đó rất cần thiết. Không biết là các bác đã có chú ý cái phần đó chưa, nhưng phần lớn tôi xem thì các bác cứ để cái cầu đó và lật ngang lật ngửa thế này, thí dụ cái cầu như thế này cứ lật như thế này lật thế này là không đảm bảo. Đấy. Thế thì cái cầu Chúa thường người ta làm chỉ hai thang, và số lượng mụ Chúa để người ta làm chia mụ Chúa không quá đến 30 mụ Chúa, thường là 25 mụ Chúa của hai thang. Cái đặc điểm này con xin cắt lời ông ở cái đoạn này. Tôi thì tôi bản thân tôi đi giao lưu với rất nhiều các bác ở trại ong khác nhau, thì cũng có nhiều quan điểm, nhưng mà theo tôi về cơ sở khoa học mà nói, mình cũng hiểu theo những cái gọi là đơn giản thôi, thì có những bác thì lại làm đến 50 mũ. Báo cáo ông là có những bác thợ nuôi ong báo cáo con là tôi làm 50 mũ thì nhận gần như là đủ 50, tức là cái đàn tiếp nhận nuôi thì nó nhận đủ. Thế nhưng mà ở đây thì đấy, tôi vừa nói các bác là nếu như mình làm như vậy thì vừa rồi ông nói là lên làm độ khoảng 25 mũ là đẹp nhất. Bởi vì trong cấu trúc của một đàn ong lội thì có thể là nó nhận đến 50 cái mũ chúa. Thế nhưng mà khi mà các bác tạo ra 50 cái mũ chúa thì chắc chắn là cái độ tốt của con chúa đấy nó sẽ không thể đảm bảo được trong cái quá trình mình làm. Thì đấy là con báo cáo ông như thế. Thì các bác vừa rồi tôi cắt lời ông để nhấn mạnh ở cái chi tiết này là các bác lên làm hai thang chúa, và mỗi một cái đàn nuôi dưỡng tối đa là nuôi đến 25 con chúa là đẹp. Còn các bác không phải lấy cái thành tích là tôi làm 50 con chúa ở trên một đàn nuôi dưỡng mà thành công, thì cái việc đấy nó sẽ dẫn đến một cái hệ lụy là các bác sẽ tạo ra con chúa chất lượng kém, đúng không ông? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Thế. Thì vâng thì dạ. Thì đừng, chúng ta tôi đã nói phần đầu là cái sai số của nông nghiệp, ai cũng làm được con chúa. Dạ. Ai cũng làm được. 50 con chứ hàng trăm con cũng vẫn làm ra ngay. Vâng. Thế mà cho nên là chất lượng của cái ong tạo ra nó không có chất lượng, nó không. Và tôi đã nói đi nói lại là thế này, trong 5 ngày ấu trùng nó ăn cực tốn là 20g thức ăn, mà nuôi mỗi một ngày là nó mớm từ 1.000 đến 1.300 lần để cho cái ấu trùng này nó mới đảm bảo được. Đây là bản thân tự nhiên nhé, tự nhiên người ta nghiên cứu, qua nghiên cứu người ta thấy rằng ấu trùng này nó được nuôi dưỡng một ngày một đêm phải 1.300 đến 1.300 lần nó mớm. Thế cho nên là để tí nữa sau các chương trình khác tôi sẽ nói, ong bị bệnh cũng thế, các bác nó bị được mớm nhiều như thế rồi bỏ ra quay mật, bỏ ra xem nóng khô hoặc rét chết chóng lại bị bệnh thối ấu trùng, cứ kêu la là bị bệnh thối ấu trùng. Thối ấu trùng này do ta làm chết chứ không phải do vi khuẩn, không phải do tác nhân gây bệnh. Thế thì tôi đang tiếp tục nói về cái sữa chúa, nó con chúa. Thế đấy là cầu chúa, cầu chúa. Cái quan trọng là ta làm đến hai thang thôi, mà hai cái đầu thang phải đóng cái đinh để ta xoay, nhưng không được lỏng quá, nó xoay đi xoay lại, nó vừa khít để ta xoay cho nó dễ thôi, để ta di trùng hoặc ta cái. Cái thứ hai là cái giá đỡ cầu, cái giá đỡ cầu. Phần lớn tôi thấy các anh các ông là để ngay trên đầu gối ngồi, nó giữ tay hoặc là nó không có chính xác để ghi di cái ấu trùng nhỏ hoặc di trước, thì ta phải có cái giá đỡ. Như cái anh, như cái anh nhạc trưởng nó có cái giá để quyển sách, thì ta làm cái giá đỡ cầu để ngồi trước mặt, để cái cầu vào đấy cho ta là lấy cái kim gì có đào được con đấy, chứ không phải ta tùy tiện ngồi xổm để ngay trên đầu gối móc ngay mấy con đưa ngay vào. Đấy. Thì cũng vẫn được, vì cái sai số của nông nghiệp này nó dễ chấp nhận vì nó vẫn ra được, nhưng không biết rằng cái hệ lụy, cái chất lượng của nó về sau là thế nào, không có người kiểm định. Nhưng trong công nghiệp, cái đinh bù loang tiện sai một gem cái nó vứt, không vặn vào được là vứt. Như con ông chúa của ta vẫn ra con ông chúa cơ mà. Nhưng mà chúa không ra chúa, thợ không ra thợ. Cái thứ ba là đấy là cái cầu chúa. Cái thứ ba là ta chuẩn bị cái kim di trùng. Cái kim di trùng thì nhà nước người ta làm, hoặc các bác rất tiện là làm cái lông gỗng hoặc làm cái cần tre đều được cả. Thì tùy theo cái kim di trùng người ta có thể làm thế nào được. Mà bây giờ thì cũng có rất nhiều đơn vị bán cái kim di trùng. Không, kim di trùng thì rất nhiều người nó sẽ vâng
Ở một cái nội dung video nào đấy thì tôi sẽ hướng dẫn các bác tự làm cái kim di trùng, nó cũng rất là đơn giản thôi. Thế nhưng mà kim di trùng này đã làm bằng, không nên làm bằng kim loại thì than gì, mà người ta làm bằng bạc. Trước đây của công ty ông Trung ương làm toàn bộ bằng bạc, mà bằng bạc thì nó không han gì, cho nên là cái nó không ảnh hưởng đến cái con ông trùng. Vâng. Đấy. Và nó có kích thước của nó rồi. Thế là kim di trùng. Cái thứ ba là cái khuôn chúa. Cái khuôn chúa thì ta làm bằng nào? Có người làm to bằng đầu ngón tay này. Nhưng cái khuôn chúa người ta đã thấy từ ở tự nhiên rồi. Ở cái bánh tổ tự nhiên, cái mũ chúa tự nhiên thì người ta là không quá 8 mm, 8 ly. Đấy. Nhưng có các bác làm to, cũng có bác lại làm nhỏ, nhưng đều nó đều tiếp thu cả. Nhưng bây giờ trong thời kỳ hiện nay, người ta bán rất nhiều cái mũ chúa bằng nhựa, mũ chúa bằng nhựa. Cái thời cách đây vài ba chục năm, Trung Quốc họ sản xuất hàng loạt rồi. Một cái dài dài thế này, chục cái mũ chúa, 5 mũ chúa tùy loại. Thế thì bây giờ chắc chắn cũng sẵn thôi, không phải nhiều. Nhưng chi bằng ta làm lấy, người ta làm lấy bằng cái sáp tốt, cái sáp ở lưỡi mèo hoặc sáp ở cắt vịt đắp, ta đun ta lọc đi thật vàng, ta gót cái quản chúa từ 7,2 cho đến từ 7 ly đến 8 ly 2 đấy. Hay hoặc là bằng cái đít bút Trường Sơn, ta nhúng vào cái, ta lấy cái bát nước lạnh ta để cho sáp nó nóng gập lạnh, nó co lại, ta bỏ nó ra đấy. Thì tạo thành cái lụa chúa. Thế ta chọn đấy là gọi là cái chén sáp. Cái mũ chúa nhân tạo hay được gọi là cái chén sáp. Thế thì ta chuẩn bị trước. Thế và đính, lấy cái chén sáp này đính vào các xà cầu ở cầu chúa. Vâng. Tôi đã nói là khi trên là mỗi một cầu chúa làm để lấy chúa chi đàn có chất lượng nên làm 2 thang độ 25 mũ, 30 mũ là tối đa. Nhưng khi mà di trùng rồi, tiếp thu rồi, ta lại phải chọn lọc cái mũ chúa đó. Thì để sau, phần sau tôi nói tiếp là ta nên để bao nhiêu. Rồi tối đa ta chỉ nên để 25 mũ hoặc là 20 mũ. Thì tại sao ta thấy nó di trùng nó tiếp thu cả, nhưng ta lại loại cái nào tiếp thu quá sớm, cái nào tiếp thu quá muộn, để tất cả những loại mũ chúa này đồng đều nhau. Khi nó nở, nó chỉ nở trong ngày, chênh lệch nhau một vài tiếng đồng hồ. Chứ nếu chúng ta cái mũ chúa bây giờ cái kia gần vị đắp, cái này mới đang cơi lên, chênh lệch nhau rất nhiều, chênh lệch nhau hàng ngày tuổi, thì ta lại phải loại đi. Vâng. Thế đấy là ta chuẩn bị cái thế còn cái thứ ba là chuẩn bị cái cầu ấu trùng để ta lấy ấu trùng ta di vào. Chuẩn bị cái cầu có cái ấu trùng ta di vào. Thế thì trong tài liệu hoặc trong kỹ thuật nói là ta di trùng trứng hoặc di trùng ấu trùng một ngày tuổi. Thì ta làm thế nào ta biết ấu trùng một ngày tuổi? Hả? Thế thì thường các bác cứ kinh nghiệm, nhưng tôi nghĩ rằng kinh nghiệm cũng có lúc sai số, cũng có lúc sai, thì chi bằng ta phải chuẩn bị bằng trước. Tức là lấy được cái cầu, ta chuẩn bị trước, cái gì ta cũng phải có sự chuẩn bị là chủ đạo. Mà ta chuẩn bị được cái cầu ở thời kỳ không cũ quá, mọc không mới quá, vì nó mới quá nó trong thế nó dễ khó phát hiện ấu trùng. Vâng. Nhưng nó cũ quá thì cũng hạn chế, thì cái cầu nó vừa nâu. Vâng. Sạch, ta chuẩn bị sạch. Thế để ta chuẩn bị lấy ấu trùng một ngày tuổi thì ta đưa vào cái đàn, ta đưa vào cái đàn mẹ. Vâng. Đưa vào đàn mẹ thế nào được một ngày tuổi, trứng 3 ngày, sang ngày thứ tư là 1 ngày tuổi. Thế ta đưa trước khi độ 4 ngày sau ta di trùng, 3 ngày rưỡi sau ta di trùng, thì ta cho nó vào cái đàn mẹ, chuẩn bị trước đi. Cho vào cho cái đàn ông đàn mẹ này là một ta đã chuẩn bị trước rồi nhá. Vừa nãy tôi đã nói chuẩn bị đàn mẹ là đàn thế nào, giờ cho nó vào ta tiếp tục cho ăn, để cho ông thợ nuôi ông chúa này
tốt và để Chúa để đẹp. Đến ngày sáng ngày thứ tư ta rút ra thì đúng ông trùng một ngày tuổi, biết chưa? Ta chả phải chọn đâu cả, ta để trên giá cứ thế là ta bốc, mà không phải chọn, cho nên là để hạn chế cái sự ấu trùng này bị đói. Vì nó bón mớt 1.000, 1.300 lần một ngày, thì mỗi một giờ nó bón, mỗi một phút nó bón bao nhiêu lần, có à? Thế thì đấy cũng là làm cho ấu trùng không bị đói cái đó. Vâng. Thì cũng nâng cao chất lượng anh nhé. Thì bây giờ ta mới lấy kim di trùng, ta di một mạch. Đây cái mảng này tất cả đời ấu trùng một cái tuổi cả. Và thế ai có kỹ thuật di trùng trứng thì cũng có cả trứng, thì ta móc cả trứng, trứng riêng, ấu trùng một ngày tuổi riêng, trứng ta để một cầu ở một tháng hoặc là cầu khác. Thấy chưa? Cái những cái khâu đó ta tưởng như là đơn giản nhưng mà rất cần thiết, rất cần thiết. Đấy là chọn cái cầu ấu trùng. Để chọn, khi đã chọn xong rồi, được rồi, thì bây giờ ta mới tiến hành tiến hành thao tác cụ thể. Mà thao tác cụ thể là thế nào? Thế khi mà được rồi cái cầu ấu trùng sẵn là cái cầu Chúa rồi, ta lấy rồi, lấy ấu trùng thì để trên giá, để trên giá thì ta phải soi, mà ta móc ấu trùng bao giờ cũng móc ở đằng lưng ấu trùng mà, để cho ấu trùng không bị xước sát, mà móc cả cái phần sữa, móc cả phần sữa và để vào, để cái kim di trùng vào cái lỗ, vào cái mũ Chúa, ta để xong ta giật lùi cái kim và nhắc cái kim ra thì ấu trùng nằm im ở đáy. Và đáy mũ Chúa đó ta thường là chuẩn bị một chút, tức là chút mật hoặc là sữa ấu Chúa ta thỏa loãng, nhưng cái này chỉ để làm nền cho nó dính thôi chứ không phải là thức ăn của nó. Thế khi ấu trùng ta di được từ 36, từ 30, 38 đến 45-45 tiếng đồng hồ, ta di trùng kép, ta di trùng kép. Tức là ở đây ông nói là cái thời gian như thế thì nếu mà tính theo ngày nó rơi vào tầm 1 ngày rưỡi đến 2 ngày, 1 ngày rưỡi đến 2 ngày thì mình các bác sẽ tiến hành di trùng lại. Đúng nói rồi. Như thế thì dễ hiểu hơn. Vâng, tức là một ngày rưỡi đến hai ngày. Vâng. Ví dụ như là chiều hôm nay mình di trùng lần thứ nhất là mình gọi di trùng đơn, thì chiều 2 ngày sau đấy hoặc là buổi sáng, hôm bây giờ đang buổi chiều đi, thì buổi sáng của ngày kia là các bác sẽ tiến hành di trùng kép. Đúng rồi. Gọi là di trùng lại lần cứ độ khoảng độ 36 tiếng 1 ngày rưỡi. Vâng. Ta di trùng lại. Dạ. Di trùng lại thì cái mũ Chúa bây giờ nó đã xây lên thế này rồi. Vâng. Thế giờ thì ta dùng con dao con, dùng con dao con hơi nóng hoặc con dao mạnh, dao lam ta cắt cái đầu nó xây thêm đi. Dạ. Cắt hết đi. Dạ. Lấy kim di trùng gọi ra thì nó rõ hết cái ấu trùng nằm co trong này. Vâng. Thì bấy giờ ta mới lại cho kim vào móc nhẹ con ấu trùng này ra và cho cái ấu trùng một cái tuổi khác vào để nó có sẵn cái lượng sữa Chúa ở đây, nó nuôi luôn ngay từ đầu. Dạ. Thế ở đây con lại lập lại câu hỏi cũng là để giải thích luôn các bác, là ví dụ mình về kỹ thuật cơ bản thì mình sẽ là tiến hành di trùng kép đúng không? Ừ. Thế thì cái trùng đầu tiên thì mình không cần phải lựa chọn ở cái đàn mà mình chuẩn bị trước đấy 3 ngày đúng không? Mà cái đợt di trùng thứ hai thì mình mới lấy cái trứng của cái đàn mẹ và mình làm 4 ngày tuổi. Thì... không được thế này, anh nói thế tôi hiểu rồi, để cho nó dễ tiếp thu hoặc cứ ấu trùng nào cũng được, nhưng thế thì ấu trùng nó lại cho thức ăn vào, ấu trùng lớn lại cho thức ăn tuổi lớn, thí dụ như trẻ 3 rồi, tháng bây giờ bắt ăn bột 6 tháng nhưng đấy, cái vấn đề này con hiểu, nhưng mà đây là con muốn trao đổi các bác đang xem được cái video sẽ hiểu được là ví dụ cái trùng di trùng mà 4 ngày tuổi ấy, thì khi mà các bác lấy cái trùng 4 ngày tuổi các bác đưa vào lần di trùng thứ nhất không phải trùng là... 3 ngày trứng, ngày thứ tư là ấu trùng 1 ngày tuổi. Vâng, tức là ấu trùng 1 ngày tuổi thì cái con ong thợ ấy thì nó mới bón cho cái sữa 1 ngày tuổi. Đúng rồi. Chứ nếu các bác lại di trùng cái lần di trùng đầu tiên này chỉ qua là di để cho nó nhận thôi, thì cũng không cần phải to hay bé là hay như nào, thì các bác có bác lại làm cái con to đùng nó vẫn nhận, bởi vì thường to nó sẽ nhận nhiều hơn. Ừ. Thế nhưng mà cái sữa đấy sau này sẽ ảnh hưởng đến cái mình di trùng lần thứ hai. Đúng rồi. Đấy. Thế thì chúng ta phải biết rằng bây giờ sau
di trùng lớn và nó dễ tiếp thu hơn, mà mình dễ đạt. Vâng. Thế nhưng mà nó bón mớm cái thức ăn của cái ông trùng to. Thế sau 38 tiếng, 36, 38 tiếng đến 45 tiếng ta di ông trùng một cái tuổi vào khác vào. Thì vâng, nó lại là thức ăn của tuổi lớn. Vâng. Thức ăn của tuổi lớn. Thì nó lại không tiếp thu được, hoặc ăn vào nó cũng... Ta cứ hình dung là chỉ đứa con ta mới một tháng, giờ ta bón bột của những đứa 3-4 tháng thì nó khó ăn, hoặc nó nghẹn mà, hoặc nó chớ. Thế như con ong nó chớ ra không biết, có khi nó chết chỏng ta không hay. Thế nên là nên tất cả các khâu đó thì ta mới được con chúa đàng hoàng. Thế nhá. Thế khi mà di ông trùng di kép xong thì ta lại xoay cái thước, tuyệt đối không được rũ, vì nó rũ mạnh. Khi có ong ra rồi, ở cái cầu ta nhắc ra có ong nó bậu vào, chỉ có lấy chổi quét hoặc thổi nhẹ cho ong, không được gõ, không được rũ, làm đảo lộn cái sữa ở đáy mũ chúa, làm trôi sữa. Thế thì cũng không tốt, có khi nó không tiếp thu. Thế thì không cầu kỳ đâu, mà ta nói thế thì thôi, chứ mà làm từng khâu một thì nó đơn giản, vì ta đã thành chuyên môn rồi thì ta đơn giản. Thế khi được rồi, tất cả rồi, ta mới lại hoàn thiện càng nhanh càng tốt, lại đưa vào cái đàn nuôi dưỡng. Và cái đàn nuôi dưỡng người ta lấy ở cái cầu nào ra ta lại chuẩn bị trước rồi, bây giờ ta lại đưa nó vào. Tốt nhất là càng nhanh càng tốt, ấu trùng không bị đói và không bị, vì cái đặc điểm sinh học của nó, nếu để ở ngoài rời rồi nó là lúc nào phải đảm bảo từ 33 đến 35 độ, 36 độ. Nếu để lâu quá, một là nóng quá, hai là rét quá, ba là khô quá, bốn là đói quá, năm là hanh quá, chết ấu trùng. Thì ta cứ đổ tội là đàn ông nó bị bệnh. Thế thì cái này càng nhanh càng tốt, đưa vào đàn nuôi dưỡng. Thế đưa vào đàn nuôi dưỡng rồi thì ta lại phải liên tục cho đàn này ong ăn trong suốt 5 ngày có ấu trùng, không cần nhiều, cho nó kích thích để cho cái ong non để bón mớm cho cái mũ chúa này được tốt. Mà tốt nhất là có vitamin, thí dụ như có thể lòng đỏ trứng gà, nếu có điều kiện không thôi, vì ở ong tự nhiên làm gì có trứng gà. Thế nhưng ta làm nhiều thì ta phải cho nó. Thế khi mà làm rồi, tiếp thu rồi, thì trong vài ba ngày ta kiểm tra, ta đào loại tất cả những mũ chúa không độc loại. Viết nắp sớm quá ta cũng loại, viết nắp muộn quá ta cũng loại, hay cái khác ta dồn lại. Thì ta gắn mũ chúa vào cái đáy chúa, ta có cái đế. Các anh hình dung là cái đế không? Mà... có cái miếng đóm này, này. Ta mà... để cái đế để khi mà ta lấy con dao ta cậy cái đóm này sau ta cắm vào cầu. Thì nay mai anh hướng dẫn thực tế, anh mà... phải có cái đế để cho khi mà lấy cái đế dài dài này cắt chọn này cắm vào cái cầu là rất dễ dàng mà không rơi. Thế thì ta phải làm như thế, biết được. Thế thì làm thế nào ta mới dồn lại những cái cầu muộn quá, những cái mũ muộn quá sang một thang, những cái mũ sớm quá thì có thể là ấu trùng to, ta loại đi đừng tiếc, vì ta chỉ ra chúa làm ra quân không tiếc mà ta phải chọn ngay rất đồng đều. Thế đồng đều khi được những mũ chúa đó rồi thì lúc nở ta phải quan sát, là lúc nở thì bao giờ cái đầu mũ chúa nó vàng và nó mỏng. Thế thì khi mà nó bắt đầu nó cắn khoanh rồi thì ta theo dõi, và tất cả nó nở thì làm thế nào nó nở rất đồng đều, vì ta đã chọn thế nở đều lắm, ta cho ra cái bát nhựa hoặc bát men để cho nó nở ra. Xem con nào nở ra không xoăn cánh, không què chân,
không xoăn dâu. Thì một lúc cái nó tập bay, nó bay rồi thì ta giới thiệu vào đàn ông. Hoặc cái khác thì thôi các bác, cái khâu ấy thì nó quá cầu kỳ. Vâng. Thì các bác chỉ giới thiệu vũ chúa đồng đều vào từng các đàn ông, chứ không cần phải chọn ông mới nở ra. Vâng, đúng rồi, con thấy. Con lúc trước con chọn cách đấy nhưng mà nó cũng hơi rắc rối. Cho nên là thông thường là cứ đến tầm độ khoảng mũ tầm 9 ngày mình gọi mũ già, thì mình cắm trực tiếp vào cái đàn mình cần phải thay thúa, đàn chia ra. Vâng. Hoặc là chia ra. Nếu trong trường hợp thay thì mình thay, chia thì là sẽ sử dụng được cái mũ chúa đấy rồi. Đấy thì có cần bổ sung thêm gì nữa không hả ông? Có chứ. Bổ sung cái gì? Bổ sung thức ăn hay là bổ sung kiến thức? Bổ sung ở phần sau cái... À thế này, thế xong thế rồi. Vâng. Nhá, ta mới lại theo dõi. Thường, thường là chúa nở ra từ 4 đến 7 ngày. Vâng. Là nó đi giao phối. Vâng. Mà là nó đi giao phối. Nếu ta chia song song, chia song song như thế này. Đấy, thế này. Thì ta lại phải xoay dần, xoay dần, xoay dần này. Để cho con ong chúa khi nó nở ra nó tìm hướng, nó không hòa nhập. Thế khi nó giao phối vào rồi thì ta xích dần, xích dần, xích xa. Thế à? Thế. Nếu không thành công ta lại xích lại, xích lại, xích lại, xích lại. Nhập ra vào. Thế. Vâng, con hiểu rồi. Thế thì cho nên chia ra rồi lại nhập vào. Thế nhập vào rồi rất lại đơn chia giản. Ra. Biết rồi. Thế thì đấy là câu nói của trong một lần ông nói nhỉ, chia ra rồi lại nhập vào, nhập vào lại chia ra. Chia ra rồi lại nhập vào đi chơi. Thế cũng bây giờ đến cái mùa sập cầu người ta cứ nhập hết vào, rồi sau đến mùa ta lại chia ra. Dạ. Thế thì khi từ 4 đến 7 ngày giao phối không thành công. Dạ. Hoặc để lâu quá, quá 10 ngày, thường là quá đến 10 ngày là người ta lại loại đi. Mà. Chứ người không để, không để. Vì chúa, con chúa ta làm ra quá dễ, làm sao ta phải cứ... Thế hoặc là con chúa nào màu nó kém, phải thon này, dài này, màu tóng tàu này, nhanh nhẹn này, không xoăn râu này, không xoăn cánh này, không què chân này, thì ta để. Còn mà. Một trong những cái điện sao đó, lại bỏ đi, ta lại tạo con chúa khác. Mà. Thế có như thế thì mới được con chúa tốt. Có như thế nuôi ong mới thành công. Mà có như thế nuôi ong mới nhàn nhã, có như thế nuôi ong mới có hiệu quả kinh tế cao. Bởi và vì không ít chia đàn, vâng, ít bốc bay. À, vâng. Xin thưa toàn thể các bác là vừa rồi sau một cái cuộc trao đổi chia sẻ về kiến thức cách tạo ra con ong chúa bằng phương pháp nhân tạo, thì đó cũng là những cái kỹ thuật cơ bản. Nhưng mà ở đây thì bây giờ cũng giới thiệu báo cáo các bác là ông về hưu cũng khá là lâu rồi, ông năm nay cũng ngoài 80 tuổi, cũng rất là vui vẻ khi mà trò chuyện với con ong. Khi mà tôi có đến đặt vấn đề là nhờ ông chia sẻ những kiến thức về con ong với tất cả các bác thợ nuôi ong trên toàn quốc, nhưng mà cũng rất là xin lỗi các bác là không có được những cái hình ảnh, có một cái hậu trường chuyên nghiệp để làm ra những cái video chuyên nghiệp. Thì những cái thao tác trực tiếp cụ thể khi mà làm chạy ong thì tôi sẽ hướng dẫn các bác ở những cái video sau, và tôi trực tiếp hướng dẫn làm. Thế còn về cơ sở thì ông chỉ hướng dẫn về mặt lý thuyết thôi, cũng rất là mong các bác hiểu và thông cảm như vậy. Thế còn tất cả những cái đóng góp ý kiến, những cái câu hỏi của các bác đặt ra thì các bác cứ đặt phần bên dưới. Tôi với ông đang kết hợp để viện làm một cuốn sách là 101 hay 1001 phải không nhỉ? Câu hỏi về ong mật. 101 câu hỏi. 101 câu hỏi về các cái câu hỏi mà thực tế nhất về kỹ thuật nuôi ong, về con ong, nói chung về tác dụng của mật ong, về những cái liên quan về ong, sản phẩm về ngành ong, phân biệt mật ong thật, mật ong giả, rồi mật ong khai thác ở đâu là tốt, chất lượng mật nó ra làm sao, có rất nhiều những cái vấn đề liên quan. Thì xin phép các bác là tôi với ông cũng chỉ kết hợp trong những cái video như này, và những cái câu hỏi thì sẽ tổng hợp mà chị cũng sẽ trả lời những câu hỏi nó mang tính chất là trọng điểm thôi. Bởi vì rất nhiều các bác hỏi thì con xin phép ông là cũng rất nhiều người hỏi. Thế nhưng mà những câu hỏi nào có chất lượng và nó liên quan thực tế đến cái nhu cầu quan tâm của xã hội thì con sẽ truyền tải câu hỏi đến ông. Thế sau đấy ông sẽ viết lại thành một cái tài liệu sách
để sau này lại tiếp tục in ra về nó sẽ có những cái thực tế. Thế còn hôm nay một lần nữa lại không bây giờ là thế này này, nói về con ong thì còn rất nhiều. Vâng. Thế sau trong thời gian nữa thì anh cùng người với chúng tôi trao đổi, thế tôi cũng nói chuyện với tất cả mọi người nuôi ong thế này. Tôi sống về nghề, tử về nghiệp. Vâng. Tôi cả đời tôi chỉ biết mỗi nghề nghiệp là con ong thôi, và 40 năm làm công tác của con ong. Thế mà tôi viết 20 quyển sách về kỹ thuật nuôi ong. Đến bây giờ do yêu cầu của độc giả, do yêu cầu của những người nuôi ong trực tiếp cũng như gián tiếp, hiện nay tôi đang tái bản lại một quyển sách mà theo nhu cầu của độc giả. Thì trong tháng 8 này thì chúng tôi lại ra tái bản một cái quyển sách, còn tiến tới sẽ làm một quyển sách là trả lời những câu hỏi. Thế các bác, các anh, các chị hỏi bao nhiêu tôi trả lời đấy. Tất nhiên là, nhưng quan trọng nhất chúng ta vẫn phải hỏi là nuôi ong, tôi nhận thức được là phải hiểu được đặc điểm sinh học, phải hiểu được lý luận, chứ còn cái thao tác cụ thể thì nó ai khéo tay thì làm tốt, ai khéo vụng tay thì làm xấu. Đúng rồi. Chứ không quan trọng bằng cái hiểu đặc điểm sinh học, hiểu được những kỹ thuật để tác động vào đàn ong. Chứ còn thì khéo tay đến vạn như con chúa không ra gì cũng kém, khéo tay bằng vạn con chúa có tốt mấy như cái cầu ong không ra gì cũng không ra sao. Thế khéo bằng vạn lần tốt bằng mấy chăng nữa thì không có nguồn hoa ông cũng chả chịu được. Cho nên nó là một cái tổng hợp của nuôi đàn ong mạnh. Thế thì tôi cũng hy vọng là cung cấp lại cho những người nuôi ong một số kiến thức mà tôi có. Còn các anh, các chị, các ông vận dụng được đến đâu đấy là tùy. Cái nội dung video này nó cũng khá là dài rồi, đăng tải trên một cái kênh YouTube thì nó cũng khá là dài, cho nên là ở cái nội dung này các bác chưa nắm được chi tiết thì các bác có thể tua lại xem lại từ đầu, xem đi xem lại 1-2 lần là sẽ hiểu. Thì mình cứ áp dụng từ lý thuyết là mình sẽ chuyển sang làm thực tế. Thế còn tôi sẽ gặp lại các bác ở những cái video thực tế về sau. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã đồng hành cùng với tất cả các bác thợ nuôi ong trên cả nước. Một lần nữa xin giới thiệu các bác, đây là kỹ sư Ngô Đức Thắng, một chuyên gia về ngành ong. Con xin cảm ơn ông ạ. Vâng. Con chào ông. Vâng.